Chào mừng các bạn đến với kênh Món ăn hàng ngày. Bạn hãy đăng ký kênh của tôi và nhấn vào cái chuông nho nhỏ xinh xinh ở ngay bên cạnh để nhận được các công thức ăn uống tốt nhất cho bạn luôn khỏe mạnh, vóc dáng chuẩn, một làn da đẹp như ngôi sao nhé. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn món ăn với củ sen. Giòn, ngon, không bị thâm. Khi chọn củ sen, bạn nên chọn củ kín hai đầu. Vì củ sen sống trong bùn, nếu củ sen không kín thì sẽ có rất nhiều bùn, rửa khó sạch và khi ăn sẽ có mùi lạ. Cắt bỏ hai đầu. Các bạn nhìn này, trong cái lõi củ sen rất là sạch, không có bùn. Gọt bỏ vỏ. Trong đông y, củ sen được coi như là báu vật mùa thu, còn tốt hơn cả nhân sâm. Củ sen nấu chín có tác dụng kiện tỳ dưỡng vị, bổ tâm dưỡng huyết, sinh cơ, bổ hư cho ngũ tạng, tăng cường sự khỏe mạnh dẻo dai của gân cốt. Với tiết trời thu khô hanh, dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Ăn củ sen sẽ giúp giảm được các triệu chứng ho, hen, tiêu đờm. Trong củ sen có chứa axit tannic, vitamin K, giúp co mạch máu. Củ sen tươi có tính hàn, nên có tác dụng làm mát máu và cầm máu. Ăn củ sen tươi hoặc giã lấy nước uống kèm với rượu có thể giúp tiêu sưng, trừ thũng, giải độc. Củ sen tươi giàu chất xơ, hàm lượng kali vượt trội nhưng năng lượng lại thấp. Vì thế khi ăn củ sen có thể giúp giảm mỡ máu, giảm lượng đường huyết và cholesterol, tăng cương nhu động ruột giúp nhuận tràng, tránh táo bón, dưỡng tâm, an thần, giảm nguy cơ về bệnh tim mạch. Củ sen giàu vitamin B, đặc biệt là vitamin B6, nên có tác dụng giảm căng thẳng, đau đầu, giảm gia tăng kích thích lên tim mạch. Củ sen nếu củ nhỏ thì để nguyên, mà củ to chúng ta cắt làm đôi. Thái nát mỏng. Do hàm lượng chất tannin có trong củ sen sẽ giúp bảo vệ sức khỏe của gan. Chỉ với 100g củ sen nhưng có thể cung cấp đến 73% nhu cầu canxi cần thiết mỗi ngày. Do vậy nó giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng chống ung thư. Việc ăn thường xuyên củ sen vào mùa thu sẽ giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa sự tấn công của bệnh tật, đặc biệt là ung thư. Do vậy mà củ sen được coi là thực phẩm mùa thu bổ dưỡng hơn cả nhân sâm. Cho thêm một thìa muối, một chút giấm trắng, cho nước vào ngập củ sen, ngâm củ sen khoảng 10 phút để củ sen được sạch bùn đất và củ sen sẽ không bị thâm. Vớt củ sen ra và rửa lại lần nữa cho sạch. Cà rốt chúng ta cần 1/2 củ, nạo vỏ. Cắt nát mỏng. Hành lá rửa sạch. Cái phần củ trắng chúng ta cắt nhỏ để riêng. Phần lá xanh cắt khúc dài. Để riêng. Bây giờ chúng ta sẽ pha nước sốt. Cho một thìa nhỏ bột canh hoặc bột nêm, tùy theo khẩu vị của gia đình bạn. Một thìa tinh bột. Thêm một bát con nước. Khuấy cho các hỗn hợp tan quyện vào nhau.
Các bạn cần ước cái lượng gia vị sao cho vừa ăn. Bắc một nồi nước lên bếp. Nước sôi thì cho củ sen và cà rốt vào trần. Các bạn cũng không cần trần lâu quá, chỉ cần trần trong 1 phút là được. Vớt củ sen ra và cho ngay vào tô nước lạnh. Rồi đổ ra rổ cho ráo nước. Bắc chảo lên bếp. Khi chảo nóng thì cho một lượng dầu ăn vừa phải vào. Cho các phần củ trắng của hành vào để phi cho thơm. Cho hết cái củ sen và cà rốt vào xào. Các bạn lưu ý là xào với lửa lớn trong khoảng 3 phút. Các bạn thân mến, các bạn hãy cho tôi xin một like, chia sẻ video và đăng ký kênh để giúp tôi có thêm động lực ra nhiều video hơn nữa nhé. Sự hỗ trợ của các bạn có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian cho tôi. Cho nước cốt vào. Chúng ta đảo tiếp trong khoảng 1 phút để cho củ sen và cà rốt thấm đều gia vị. Cho hết hành lá vào đảo đều là được. Chúc các bạn và gia đình có những bữa ăn ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.